Sự việc gia đình 3 người ở Hải Phòng bị ngạt trong ô tô, một người tử vong, hai người chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu, đang đặt ra cảnh báo về những sai lầm nguy hiểm của người dân khi tìm cách hạ nhiệt trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và mất điện diện rộng khắp cả nước. Sau khi mà ngủ trong ô tô thì cái tình trạng mà bệnh nhân gặp phải là bệnh nhân thấy đau đầu, khó thở và sau đó là mất ý thức, chẩn đoán là ngộ độc khí carbon monoxide hay còn gọi là khí CO. Khi mà ngồi ở trong ô tô, môi trường kín như là gara ô tô hoặc là không được thông khí, thông gió thì cái việc đốt cháy các cái nhiên liệu nó sẽ ra cái khí carbon monoxide kết hợp với hemoglobin ở trong máu, thì không cho phân tử hemoglobin đấy kết hợp với oxy nữa, thì cái việc trao đổi đưa oxy đến các cơ quan, đặc biệt là não, là tim thì sẽ gây cái tình trạng thiếu oxy. Hiện nay sức khỏe của hai bệnh nhân bị nhiễm độc đã dần phục hồi và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Người dân cũng cần tránh những nơi có nồng độ khí CO cao như bếp lò, bếp than, máy phát điện, ô tô, xe máy đang hoạt động trong môi trường kín để tránh nguy cơ bị nhiễm độc.